bạn, hiện tại bên công ty mình đang có khá nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc đi siêu trên việc chuyện cụ thể công việc được phỏng vấn và các vấn đề liên quan, các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi bạn tới tham dự buổi giới thiệu công việc bên mình. Hiện tại buổi giới thiệu bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày, mỗi buổi bên mình sẽ giới thiệu khoảng từ 30 đến 40 công ty để đủ các lĩnh vực các nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Ví dụ như hiện tại mình đang có công việc là làm việc tại Tokyo. Nội dung công việc các bạn sẽ là chuyên ốp lắp đặt các loại đá gạch hoa trên tường trần nhà ở nền nhà. Thời gian làm việc các bạn sẽ từ 8 giờ đến 18 giờ, mức lương khởi điểm các bạn sẽ từ 19 cho đến khoảng 40 man và sẽ được tăng dần theo năng lực của các bạn. Tất cả chế độ sẽ hỗ trợ đầy đủ. Nếu các bạn quan tâm hãy đến buổi chat với mình để hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc. Xin chào các bạn.